bàn chải đi, bàn chải đi anh em ơi, bàn chải đi. Không đấy, không đấy. Bàn chải đi. Anh em ơi, mua bàn chải đi, mua 5 tặng 10, tính tiền 15 anh em ơi. Bàn chải đi, bàn chải đi. Chào anh em nhé. Đấy, hiện tại sẵn sẽ cũng vừa thử dao rồi. Nhưng mà nói nó không đúng cái sở trường của người dân gian này. Là nó hơi bị ngượng ngượng đấy. Mà không thể ngẫu hứng được. Hay là khi mà mình đang hát thì có ngẫu hứng nhỉ? Đúng rồi, hát nó có hứng nhiều. Đang hát thì có ngẫu hứng và có kể là dân người ta thích chứ, người ta chiều mến mình thì mình cảm giác nó lại càng tự tin nó lại càng có nhiều câu hay hơn đúng không? Đấy. Đấy. Hai anh em hát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, cảm ơn anh. Người đâu đẹp lạ luôn. Đẹp cả một vùng, càng ngắm lại càng xinh. Xin hàng em đi.